Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiểu mục Chuyện trong ngày. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dư luận tại Nghệ An, nhất là những người lao động đang làm việc tại các công ty khai thác chế biến bột đá rất hoang mang lo lắng vì ngày càng xuất hiện nhiều các công nhân tử vong hoặc đang phải sống chung với bệnh bụi phổi. Hàng chục công nhân mắc bệnh bụi phổi tử vong, nhưng nhiều tháng trôi qua, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được đưa ra, mặc dù nhiều đoàn thanh tra đã vào cuộc. Và các công nhân khai thác đá vẫn phải chật vật mưu sinh trong môi trường độc hại, không đảm bảo an toàn lao động. Đó cũng chính là nội dung chính của tiểu mục Chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề bệnh bụi phổi và câu chuyện an toàn lao động. Trước tiên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của các phóng viên thời sự tại các công ty khai thác chế biến bột đá, nơi mà những cái chết âm thầm này vẫn đang diễn ra hàng ngày. Năm 2017, anh Trần Ngọc Hoa bắt đầu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến. Đến năm 2021, khi thấy sức khỏe yếu dần, ho nhiều nên đã đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi. Đã hơn 5 tháng nay, anh Hoa đã phải nằm thở oxy tại nhà vì mắc bệnh bụi phổi. Từ khi mắc bệnh, gia đình rất tốn kém về tiền bạc để chạy chữa cho anh. Do bệnh quá nặng nên anh Hoa không thể rửa phổi được, hiện biến chứng nặng và rất nguy kịch. Ra Hà Nội, như Hà Nội người ta không rửa nữa, nó bảo là không giải quyết được, phải chấp nhận cái số mệnh. Bây giờ tự nhiên nó chết, nó hư phổi và khi hết phổi nó chết, chứ không thể cứu được. Như ốm đau là dường phải mua bảo hiểm để mà mua ngoài để mà chạy thuốc chạy thang. Còn quá trình điều trị bệnh viện, công ty nó bất biết. Cũng triệu chứng tương tự, anh Trần Hữu Quang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến từ năm 2017 đến năm 2020. Sau thời gian ngắn nghỉ việc, anh Quang xuất hiện triệu chứng khó thở, buộc phải nhập viện để cấp cứu và được kết luận mắc bệnh bụi phổi. Dù gia đình đã nỗ lực chữa trị và tốn kém rất nhiều về kinh tế, nhưng do bệnh ngày càng nặng nên anh Quang đã không qua khỏi. Mà khi cháu ốm là không thấy công ty, không thấy công ty đến thăm không. Mà khi mất là đưa một cái bức tướng lên là thắp hương xong rồi. Mà thần sau đây là thế một anh lên là nói là đưa con lên đi thắp hương rồi sau này có cái chế độ gì thì cháu làm cho. Nhưng mà thực tế thì không thấy đồng tình gì cả. Hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã có 15 người mắc bệnh bụi phổi sau khi làm việc tại công ty Châu Tiến. Thậm chí đã có 4 người tử vong, những người còn lại đang có diễn biến nặng, phải nhập viện điều trị thường xuyên. Được biết công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến là đơn vị chuyên sản xuất bột đá, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm từ năm 2005. Hiện đơn vị đang có 33 công nhân làm việc tại đây. Cái việc xảy ra ở đấy và cho đến những cái người đã mất và đã đang còn có thể là ốm đau điều trị thì là nghỉ việc ở công ty Châu Tiến, không làm việc ở công ty Châu Tiến đã kéo dài, có người là lên đến hơn một năm. Cho đến cái việc để mà khẳng định cái sự việc đó do nguyên nhân ở tại công ty Châu Tiến hay là sự việc như thế nào thì công ty Châu Tiến cũng không có đủ cả cái thẩm quyền và cả cái khả năng, cả cái yếu tố để đánh giá. Hiện nay có hai trường hợp là chạy oxy thì mỗi tháng rất là tốn. Bình oxy thì 300.000 một cái bình, 500.000 một cái bình như thế mà chạy liên tục thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng, là số tiền kinh phí để bỏ ra để chữa trị một người lao động nó phải trả tiền phải hàng trăm triệu. Mà đến bây giờ thì người lao động với hoàn cảnh rất khó khăn, nó rất là may hiện nay thì cũng chưa được hỗ trợ. Theo số liệu thống kê, từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2023, trên địa bàn Nghệ An phát hiện 28 người mắc bệnh bụi phổi. Trong đó có nhiều trường hợp đã tử vong. Và con số này vẫn chưa dừng lại, khiến người lao động hết sức hoang mang, lo lắng. Bệnh bụi phổi silic là một bệnh thường xảy ra trong những môi trường hít phải bụi có chứa silic. Đó là một tinh thể nhỏ được tìm thấy trong cát đá và đặc biệt là thạch anh. Bệnh bụi phổi silic là căn bệnh gây sơ hóa phổi tiến triển, không hồi phục, không điều trị được. Mặc dù những cái chết với căn bệnh này đã được báo trước và còn nhiều tiềm ẩn. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người lao động cũng không có phương án nào khác và buộc phải chấp nhận lao động trong môi trường độc hại này. Anh Dương Văn Chính là công nhân đã có 5 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Dù ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm,
Nhưng trong suốt 5 năm làm việc tại đây, anh cũng như nhiều công nhân khác chưa từng được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, mặc dù môi trường lao động rất độc hại. Và từ khi phát hiện mình bị mắc bệnh bụi phổi, mọi thứ với anh như sụp đổ hoàn toàn. Trong cái xưởng rộng mênh mông vậy mà bụi mà không có nhìn thấy gì nữa. Thì hai xe nâng mà chạy mà bụi mà nâng mà không bụi mà không có thấy gì đường mà đi mà bụi phải húc nhau. Công ty không có cái khẩu trang cái gì cả. Công ty không có một cái cấp khẩu trang hay là cái gì mà để phòng độc hay là phòng hóa. Tại tỉnh Nghệ An, hiện có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng với hàng nghìn công nhân làm việc trong môi trường rủi ro độc hại. Trong đó, khu công nghiệp Nam Cấm có 9 công ty bột đá siêu mịn với hơn 400 lao động. Tại thủ phủ khoáng sản huyện Quỳ Hợp có hàng trăm doanh nghiệp với 80 mỏ khai thác khoáng sản và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến. Ngoài dây chuyền lạc hậu thì việc tuân thủ luật lao động, ý thức chấp hành của người lao động và chủ doanh nghiệp hiện còn rất nhiều bất cập. Thực trạng này đang xảy ra tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng. Và sự việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến là hồi chuông báo động cho thực trạng này. Về ý thức chấp hành vấn đề an toàn ấy, thì anh chị em cũng có một số cái lơ là đấy, trong công việc. Cho nên là bản thân chúng tôi cũng phải có một cái ban để mà thường xuyên kiểm tra đôn đốc và thậm chí là cũng có những cái khen thưởng và thậm chí là xử phạt đối với những cái trường hợp vi phạm đến vấn đề an toàn lao động. Tổ chức công đoàn chúng tôi đã tham gia vào cái hội đồng an toàn vệ sinh lao động của tỉnh. Và tại cả cái hội đồng này thì chúng tôi đều kiến nghị phải cần nên có những cái kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những cái đơn vị này. Tất nhiên là trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta cũng đang vướng một cái ý là chúng ta hạn chế công tác kiểm tra giám sát. Bệnh bụi phổi nghề nghiệp là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở nước ta. Có thời điểm bệnh bụi phổi chiếm tới 74,40%. Bụi phổi silic là tình trạng sơ hóa do hít phải bụi có chứa silic, bụi mịn. Triệu chứng của bệnh này rất khó phát hiện nên khả năng chữa trị phục hồi là rất thấp. Những cái bệnh nhân này là hít phải những cái bột đá có đường kính dưới 3 micromet và nó hít thẳng vào phế nang và nó gây một cái quá trình viêm đó. Thì thường mà nó xảy ra cấp tính thì ở 3 tháng đầu và sau 3 tháng thì nó ở cái giai đoạn mãn tính không phát hiện được bởi vì triệu chứng thường nó nghèo nàn. Cầm hồ sơ bệnh án như án tử trên tay, cùng với thông tin ngày càng nhiều người mắc và tử vong vì bệnh bụi phổi, anh Chính không khỏi xót xa, buồn bã. Sự thiếu hiểu biết chủ quan của bản thân và sự tắc trách của doanh nghiệp đã cướp đi sinh mạng của nhiều người lao động chân chính. Cuộc vật lộn mưu sinh mòn mỏi cùng căn bệnh chết người như gắn với phận người, phận nghề của họ. Dù đã có những quy định cụ thể nhưng mà hầu như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này vẫn rất thờ ơ, xem thường sức khỏe của người lao động. Việc tuân thủ các quy định về khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh và việc quan trắc môi trường lao động hầu như là không có. Sự chủ quan và thờ ơ của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng đã dẫn đến những hậu quả đau lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, chỉ có 33 công nhân lao động mà có đến 15 người mắc bệnh bụi phổi, trong đó 4 người đã tử vong. Theo các công nhân, dù làm việc cả mấy năm trời, nhưng họ không được khám sức khỏe theo định kỳ. Mỗi khi có đoàn kiểm tra thì công ty lại làm theo hình thức đối phó. Đặc biệt tại công ty này lại không có tổ chức công đoàn. Công ty thì cũng có hứa đưa đi khám nhiều lần, nhưng mà cũng chưa có lần nào đưa đi khám cả. Có nói nhưng mà chẳng có nói cho qua cho vui vậy thôi. Không có vậy ạ. Chưa có lần nào đưa đi khám hay là định kỳ là sức khỏe như thế nào. Rõ ràng theo bác là nó có phải hành vi phạm tội chứ không phải là vi phạm nữa. Trước đây nó có thể là vi phạm, nhưng sau này một trường hợp nó vẫn tiếp tục. Người này nghỉ lại tiếp tục nghiêm người khác. Người khác bị bệnh là có những cắt con số luôn. Mong nhất làm sao cho các cháu hưởng chế độ như bác một tháng bắt rồi. Cái tháng này cũng thì qua được. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến. Qua kiểm tra, kết quả cho thấy công ty này mắc hàng loạt sai phạm. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến trong hai lĩnh vực lao động gồm
không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động và không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm về việc khám sức khỏe đối với người lao động thì họ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 12/2022 và mức phạt là từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Và tối đa có thể người lao động phải đối diện với mức phạt hành chính nếu vi phạm là lên đến 75 triệu đồng. Phải tiến hành quan trắc, đo đạc và đánh giá cái tác động độc hại của môi trường đối với người lao động hàng năm theo quy định. Và trong trường hợp vi phạm thì người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 1 triệu lên đến 40 triệu đồng. Và đối với người sử dụng lao động là tổ chức thì có thể bị phạt gấp đôi. Trong năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 45 doanh nghiệp khoáng sản. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện 37 doanh nghiệp vi phạm với các hành vi như người sử dụng lao động chưa tổ chức huấn luyện lần đầu, định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang cấp chưa đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, chưa quan trắc môi trường lao động. Kết quả kết luận của các đoàn kiểm tra thì tại công ty Thông Tiến còn có nhiều cái vi phạm đối với luật an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt nhất là nó ảnh hưởng đến cái bụi phổi đó là vấn đề đo kiểm môi trường lao động thì chưa được công ty Châu Tiến thực hiện một cách nghiêm túc. Hai cái vi phạm nhất đó là vấn đề về cái khám sức khỏe định kỳ cũng như là cái khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động cũng chưa được thực hiện. Việc trong một thời gian dài có đến hàng chục công nhân thuộc một công ty mắc bệnh mà không được phát hiện xử lý kịp thời cho thấy nhiều bất cập trong quản lý của các cơ quan chức năng, sự thờ ơ, tắc trách của doanh nghiệp, một phần chủ quan của người lao động, cũng như việc buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng là nguyên nhân khiến số lượng người lao động mắc bệnh bụi phổi tử vong chưa thể dừng lại. Để rồi đến khi mất bò mới lo làm chuồng thì hậu quả là khôn lường. Cũng sẽ được nhấn mạnh là công tác an toàn vệ sinh lao động phải được coi trọng đến từng chi tiết nhỏ, nhất là công tác phòng ngừa phải là chủ yếu. Do vậy, người lao động phải được tập huấn kỹ lưỡng, am hiểu đầy đủ các quy định, quy trình của công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, thì doanh nghiệp cũng cần phải củng cố lại bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị và bắt buộc người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong thời gian lao động. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh lao động nhằm để tăng tính răn đe. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc nội dung của tiết mục Chuyện Trong Ngày. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.